Hello mọi người, cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm theo dõi kênh YouTube Thế Anh Support của mình. Thì hôm nay mình sẽ xin mọi người 1-2 giây để quảng cáo cái sản phẩm này. Thì đó là bóng tập cổ tay toàn diện dành cho những bạn nào mà đang cổ tay bị yếu, đánh cầu yếu, đập yếu và ve yếu. Thì mọi người có thể dùng sử dụng cái bóng tập tay này để tập luyện hàng ngày. Mỗi lần tập khoảng 5-10 phút và một ngày tập khoảng 5-10 lần nhá. Thì nó sẽ giúp các bạn tăng được cổ tay rất truyền nhiều. Đây ạ, các bạn tập như này ạ. Đó. Đấy, cái này nó công năng rất là mạnh cho nên là nó sẽ giúp cho cái lực cổ tay của mình rất là tốt nha. Ok, mọi người hàng thì hãy liên hệ qua số điện thoại hoặc Zalo của mình qua số 0965698987. Đông quá. Từ hôm em đi về và em bảo có sống trên đây mà em phải sống trên đây có mà. Thế nó không hiếm. Ủa. Trời ơi. Cái đầu tiên là
yếu nhất thì đánh cái gì? Thế thì chị đánh cái khúc nhất của người lên. Thank you.
Hello, xin chào mọi người xem nha. Mời các bạn cùng đón xem trận thi đấu đôi nam nữ. Phía xa mình là cặp đôi Hữu Trường và Hiền Diệu, và phía gần mình là cặp đôi Đức Lâm Thu Hằng. Điểm số đang là 18 đều, rất căng thẳng. Một pha đập cầu dọc biên của Hữu Trường với tốc độ khoảng 130 km/h. Em chia sẻ lại chiến thuật mình nha. Buổi chiều ngày mai sẽ diễn ra các trận tứ kết, bán kết và chung kết. Và cặp đôi Đức Lâm và Thu Hằng là một trong những cặp đôi hạt giống của giải đấu này. Và mình dự đoán rằng cặp đôi Đức Lâm và Thu Hằng sẽ lên ngôi vô địch. Đôi Hiền Diệu và Hữu Trường đôi rất là cứng. Mọi người cùng dự đoán kết quả nha. Dự đoán Đức Lâm và Thu Hằng thắng thì comment 1, và dự đoán Hữu Trường và Hiền Diệu thắng comment 2 nha. Độ thăm chọn mình bắt Hữu Trường nha. 20, vâng, điểm 20-19, điểm cuối C được nhất. Không đi đâu mang ngủ đã ai kế nhỉ. Như vậy là đập cầu đi vào lưới. Như vậy là cặp đôi Hữu Trường và Hiền Diệu đã chiến thắng ở trận thứ nhất, đang chờ người nát ở lưới trận thứ hai nha. Mày nói em đi lên tăng đặt máy đi cái này. Mày nói em đi. Chẳng bừa đi. Đi mua quần áo đi, comment 1, mua quần comment 2. Cứ thế thôi. Chặn chia sẻ không? Lên. Thôi mày nhập thì tao không bắt được con nào.
cháo ở chỗ khác đi. Dạy cái gì? Chồng không con đấy. Tỷ số nghiêng về. Ui, độc bé thế. Lâm vào cửa hàng. Số 32 đúng không? Bé thế, xong nghe không nhìn rõ bên kia thôi. Thờ di tu. Thờ di có cơ. Thờ di có cơ. Đấy. Chị mày tặng một cái áo. Ai chia sẻ là chị yêu luôn này. Đấy. Đúng người này, hơn bên kia đấy. Cố lên đi em. Những người mà.
Thêm người đi cho nó đánh. Nhất người. Trong sân. Nó là cấp 1. Trả vờ để cho đối thủ kinh thường, sang xếp 2 thua luôn. Xếp 1 bỏ để dạo cầu. Thank you.
Thank you.
bằng 20-17. Điểm số cuối cùng của xếp đấu thứ hai. Chơi gì đâu, ai nhỉ? Đèo có thai nhỉ? Ồ, tốt thì chưa. Điểm số 18-20. Chưa xong đâu. Xếp đấu thứ 3 sẽ là chạm 11 ạ. Chạm 11. Học hơn cuối lên đến 3. 15-6 đến 3 thằng. Trên sân số 2, mời các vận động viên Tuấn Hiệp, Diễm Hương, đồng với Mạnh Quang, Trần Ngọc. Trên sân số 2, mời các vận động viên Tuấn Hiệp, Diễm Hương, đồng với Mạnh Quang và Trần Ngọc. Mời các vận động viên vào sân chuẩn bị thi đấu. Thank you.
Ban tổ chức thông báo sau khi kết thúc các trận tứ kết được diễn ra trên các sân, các vận động viên chúng ta được nghỉ 15 phút trước khi thi đấu bán kết. Sai lệch đạch sốc bệnh hiểm. Ô, hay quá. Trời ơi.